Ba chữ đua với đời là cuộc sống hàng ngày mà tôi đang đối mặt. Có cực có khổ đến mấy, tôi cũng phải làm. Mà đâu phải mơ tiền mà tôi mới cực lực đến vậy. Xã hội này bây giờ thật dụng lắm. Không tiền rất khổ, mà còn lại bị chơi là hèn. Muốn phụng dưỡng cha mẹ và lo tử tế cho người mình thương thì bản thân phải có chút ưu tú. Kiếm tiền ấy, để sau này anh em gặp. Không vì chữ tiền hay là hơn thua với nhau mà xa lánh mình. Mình đi đến thăm nhà mà trong đầu họ không nghĩ mình đến mượn tiền là tốt đẹp lắm rồi. Và mục đích kiếm tiền của tôi không đi đôi với hai từ tham lam. Xã hội này không tiền thì nó thua rồi. Đừng quy đồng tiền mà hạ mình làm phiền người khác. Vì đâu có ai cho ai không thứ gì đâu, đúng không? Đời bây giờ là đó, mày có tiền mày được yêu thương. Còn cho dù tài giỏi cách mấy thì cũng thất bại trong chuyện yêu đương. Cuộc đời như một bức tranh. Ba chữ đua với đời là cuộc sống hàng ngày mà tôi đang đối mặt. Có cực có khổ đến mấy tôi cũng phải làm. Mà đâu phải mơ tiền mà tôi mới cực lực đến